Xin chào các bạn, đây là Samsung Galaxy A31 2020. Thì nếu như các bạn đang thắc mắc rằng liệu có nên mua chiếc máy này hay không, thì bây giờ mời các bạn xem video mình đã có một vài ngày trải nghiệm chiếc máy này. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Đầu tiên Galaxy A31 thì phần mặt lưng này nè, các bạn sẽ thấy nó khá là giống với lại Galaxy A51. Thì chúng ta vẫn có cái phần camera gồm 4 cái camera khác nhau. Thì một chút xíu nữa mình sẽ nói về kỹ về camera sau. Mình ấn tượng nhất với chiếc máy này đó chính là phần màn hình. Thì cái màn hình này nó có kích thước là 6.4 inch. Thì như các bạn đã thấy là Samsung á, họ đã cân đối những cái góc cạnh nhìn rất là đã. Nó như một cái khung hình hộp chữ nhật gọn vậy. Tuy nhiên thì cái camera này nè, theo kiểu giọt nước xuống chút xíu á, thì nó vẫn không có làm phá vỡ cái sự cân đối đó. Thì khi mà mình cầm chiếc máy này để mà mình xem video, mình chơi game thì mình rất là thích. Tại vì những cái nội dung nó được gói gọn vào cái phần màn hình này theo một cái khung hình chữ nhật đó. Như mình đã nói trong một cái bài mình trên tay thì cái phần cầm nó hơi dài hơn chút xíu như bạn thấy dưới này. Thì tuy nhiên đối với mình nó là không có vấn đề gì hết. Thậm chí nó sẽ giúp mình sử dụng chơi game ở chiều ngang thoải mái hơn khi mà mình có một cái chỗ để mình tựa vào như thế này đây. Khi mà các bạn sử dụng chiếc máy này thì mình khuyên các bạn nên chuyển sang cái chế độ điều hướng kiểu vuốt, thì cái phần cầm nó sẽ có thêm không gian, nhìn nó sexy hơn cũng như vuốt nó tiện hơn nữa. Kỳ thật thì mình trải nghiệm trên cái phần màn hình này, đối với mình thì những cái nội dung á, nó vẫn hiển thị sắc nét, nhìn rất là sáng, cũng như là đặc biệt cái trải nghiệm xem ảnh trên cái chiếc Galaxy A31 này nó rất là tốt khi mà hình chụp từ Samsung và xem trên màn hình của Samsung nhìn rất là đã luôn. Điểm tiếp theo là điểm quan trọng nhất trên cái dòng Galaxy A31 này, đó chính là camera. Thì mình rất là ấn tượng khi mà Samsung họ vẫn tích hợp cho A31 những cái tùy chọn camera rất là đa dạng, từ chụp macro này, chụp siêu rộng cũng như là chụp bình thường. Thì mình thấy đó là đủ những cái nhu cầu cho các bạn tha hồ cầm chiếc máy này đi chơi. Thì cái điểm đáng nhớ nhất đó chính là cái camera chính của chiếc máy với độ phân giải là 48 megapixel. Chính vì thế thì trong những cái điều kiện chụp đủ sáng á, như mình có show ra bức hình cho các bạn xem, thì nó giữ chi tiết rất là tốt, cũng như là cái góc siêu rộng khi mà mình chụp trong điều kiện ánh sáng mặt trời thì nó cho ra hình ảnh rất là đẹp, màu sắc rất là tốt. Tuy nhiên thì cái góc siêu rộng này khi mà các bạn chụp đêm á, thì nó hơi bệt chút xíu, tại vì nó chỉ có độ phân giải 80 megapixel mà thôi. Khả năng chụp đêm, chụp buổi tối của camera 48MP thì nó vẫn cho chi tiết rất là tốt, màu sắc rất là tốt. Thì như mình đã khuyên rồi, không nên chụp siêu rộng vào buổi tối. Thì nếu mà các bạn đi chơi tối nhiều thì nên chụp bằng camera chính. Cũng như là camera macro nó rất là ấn tượng khi mà các bạn sẽ giữ cái chiếc máy này đối với vật thể khoảng từ 3cm cho đến 5cm. Chúng ta có thể bắt được những cái khoảnh khắc trong cuộc sống mà mắt thường chúng ta không thể dí sát vào. Thì nhờ cái camera này thì mình có thể có nhiều cái tình huống chụp khác nhau. Cũng như là có chế độ chụp live focus nè. Thì mình thấy live focus trên chiếc Galaxy A31 này tái tạo cái vùng bokeh phía sau và cái chân dung nó rất là đều, cũng như nó không bị nham nhở, nhìn rất là tự nhiên. Và có cái chế độ khác là chụp thức ăn, thì các bạn có thể cầm cái máy này lên chụp thức ăn qua cái điểm lấy nét gì đó, các bạn có thể tùy biến nó để cho cái điểm lấy nét nó sáng nhất và nó đủ màu nhất. Thì cái camera selfie thì mình nghĩ sẽ thích hợp cho nhiều bạn nữ hơn. Nó có độ phân giải là 21 megapixel, cùng với cái chế độ là Smart Beauty làm đẹp rất là tự nhiên. Thì theo mặc định á, thì Samsung sẽ mở cái chế độ làm đẹp này lên theo khoảng số 2. Đối với mình số 2 và số 1 là có thể đủ để làm đẹp một cách tự nhiên rồi. Nếu các bạn không nên kéo full quá, nhìn nó hơi bị bệt cái phần da, hoặc là có thể tắt nó đi. Các bạn có thể chụp xong và up lên mạng xã hội ngay, không cần phải xóa mụn gì cả. Cũng như là nó có một độ phân giải cao, rất là sắc nét và có thêm góc rộng để các bạn có thể rub selfie chẳng hạn, rất là tiện lợi. Đó là phần camera. Thì đến cái trải nghiệm tiếp theo của mình, đó chính là trải nghiệm về pin qua cái việc sử dụng nó để xem phim cũng như là chơi game. Trong một ngày rất là cơ bản của mình, từ 7 giờ sáng là mình rút đầy pin đi làm, mình chơi game PUBG vào khoảng giờ trưa cũng như là chiều làm xong thì khoảng 5-6 giờ mình chơi PUBG tiếp, thì pin vẫn còn khoảng là 47%. Thì khoảng đó mình vẫn có thể xách xe ra ngoài đi chơi các bạn của mình, chụp hình hay là làm gì đó tiếp, mà từ đó cho đến về nhà mình vẫn còn pin khoảng 20%. Thì mình nghĩ đó là một cái mức dung lượng rất là tuyệt vời. Chiếc máy Galaxy A31 này có tích hợp viên pin là 5000 mAh, thì mình nghĩ nó sẽ đáp ứng được cho các bạn một cái nhu cầu trọn vẹn cho một ngày
Đó là đối với mình đã chơi game và xem phim rồi. Thì nếu như các bạn nào không chơi game, chỉ sử dụng máy để lướt Facebook hay là xem YouTube thôi, thì mình nghĩ cái viên pin này nó có thể sang ngày thứ hai. Thì tất nhiên chúng ta cũng chẳng cần một chiếc máy phải sang ngày thứ hai làm gì, dù gì chúng ta tối về cũng sạc pin mà thôi. Thì mình đánh giá khi mà các bạn sử dụng Galaxy A31 không cần phải quan tâm về pin nhiều. Thì với một cái dung lượng pin lớn như thế này mà Samsung họ thiết kế một chiếc máy nó nhìn vẫn khá là mỏng, khoảng 8mm, thì mình rất là thích mặt sau và cái phần khung viền nó được làm bằng nhựa. Tuy nhiên là cầm cái chiếc máy này không hề có cảm giác rẻ tiền, nó vẫn rất là cao cấp, vẫn rất là đầm tay. Nó không có ọt ẹp. Mình để ý là cái phần mà Samsung họ ốp giữa cái phần mặt kính vô cái phần khung máy nó rất là liền lạc với nhau, cho mình cảm giác đang cầm một chiếc máy làm bằng kính và khung viền là kim loại vậy. Thì với một thiết kế mỏng cầm đầm tay như thế này thì mình cũng thấy được là cái phần mặt dưới Samsung họ đã làm cân đối thẳng hàng như cái phần cổng USB-C nè, phần loa và đến cái jack 3.5mm. Thì cái jack 3.5mm còn giữ lại trên cái sản phẩm như thế này là một cái điều mình rất là thích, khi mà mình có thể tùy biến sử dụng cái tai nghe có dây để mình cắm, mình nghe nhạc, mình xem phim. Thì cá nhân mình dạo này thì mình hay xài những tai nghe có dây, thì chính vì những cái điện thoại mà có cổng 3.5 như thế này rất là giá trị. Rồi nhắc đến loa thì mình để ý loa chiếc máy nó hơi nhỏ, nó cũng chỉ có một loa thôi, một loa phía dưới thôi. Thì theo mình nghĩ nếu như các bạn nào nghe nhạc bằng loa ngoài trên chiếc Galaxy A1 thì nó không đáp ứng được tuyệt vời lắm về cái mặt âm lượng nếu mà các bạn muốn nghe rất là lớn. Mình là một người không có thói quen lúc nào cũng thoát app, mà xài một ứng dụng xong mình vuốt ra xài ứng dụng khác. Như các bạn đã thấy là mình đang có rất là nhiều cái ứng dụng trên cái phần màn hình này, mình chẳng thoát gì hết. Thì mình thấy cái tác vụ đa nhiệm cho chiếc máy này nó vẫn rất là tốt, nó không bị khựng. Thì tất nhiên nếu như các bạn mở game thì nó sẽ bị lót lại. Tuy nhiên mình nghĩ thì nó cũng sẽ không là vấn đề khi mà các bạn sử dụng trong cái những trường hợp bình thường đa nhiệm, lướt Facebook hay là lướt web gì đó. Thì cái độ giật lag của nó mình cũng không thấy độ trễ quá nhiều. Thì nếu như các bạn nào có thói quen thoát nhiều app chạy nền hơn thì cái chiếc máy này sẽ mượt mà hơn rất là nhiều. Thì cái khung hình trên cái PUBG mình chơi thì nó sẽ, mình nghĩ nó sẽ vào khoảng từ 35fps cho tới 40fps, thì đó vẫn là cái mức khung hình khá là ổn để mà các bạn có thể chơi game mượt mà. Khi mà các bạn chơi được các tựa game FPS rồi thì chơi những tựa game khác sẽ phục vụ rất là tốt. Chính vì cái sự ổn định chơi game đó nhờ vào con chip Helio B65 trên chiếc máy này, cùng với cái tính năng Game Booster trên cái phần cân chiếc máy, thì nó sẽ tinh chỉnh những cái setting trong máy để mà các bạn chơi một cái tựa game nó ổn định nhất, nó đúng với lại cái phần cài đặt về hình ảnh, khung hình hay là những cái tùy chỉnh khác để cho chiếc máy này mượt mà nhất có thể. Cho nên đây là một chiếc máy có thể phục vụ để chơi game, vừa mức dung lượng pin tốt, vừa có một mức hiệu năng khá là ổn. Thì theo cá nhân mình, có nên mua Galaxy A31 không? Câu trả lời của mình là nên, khi mà bạn có một chiếc máy với một thiết kế đầm tay, nhìn vẫn rất là hiện đại, một cái phần màn hình đẹp và cân đối, cũng như là camera có nhiều cái chế độ chụp khác nhau, từ chụp góc siêu rộng, chụp macro, chụp 48MP cũng như là selfie rất là đẹp. Và qua đó chính là cái điểm các bạn quan tâm nhất, đó chính là pin, mức dung lượng 5000mAh trên chiếc máy này thì đủ phục vụ cho các bạn vừa chơi game, xem phim trọn vẹn trong một ngày. Rồi, thì đó là trải nghiệm của mình về Galaxy A31 2020. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé.